Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay quả táo được tìm hiểu tiếp theo trong chuỗi sơ di táo tại Dũng Hà đó là táo Envy, một trong những quả táo rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Nguồn gốc: táo là một trong những loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi có các tổ chức đặc biệt tập trung vào việc phát triển các giống mới. HortResearch ở New Zealand đã phát triển giống táo Envy vào năm 2009. Việc phân phối giống mới này bắt đầu cùng năm đó. HortResearch sử dụng các phương pháp nhân giống cây trồng tự nhiên để tạo ra một loại trái cây với các đặc điểm mong muốn. Khi nói đến táo, họ tập trung vào ngoại hình, hương vị và tuổi thọ. Ngành công nghiệp dự kiến sản xuất 2 triệu thùng táo Envy vào năm 2020. Hiện tại New Zealand, Úc, Chile và bang Washington của Hoa Kỳ là những nơi duy nhất trồng giống này. Các cuộc thử nghiệm hiện trường đang được tiến hành ở Anh và Pháp để mở rộng sản xuất. Ý cũng đang được thử nghiệm thực địa về canh tác hữu cơ. Đặc điểm: giống như táo bố mẹ của chúng là táo Braeburn và Royal Gala, táo Envy chủ yếu có màu đỏ với một vài mảng hoặc đốm màu vàng. Thịt màu vàng nhạt mất đến 10 giờ để bị oxy hóa hoặc bắt đầu chuyển sang màu nâu. Đặc điểm này rất đáng mong đợi đối với những người thích ăn táo mới cắt. Envy có vỏ dày và dai hơn các loại táo khác. Lớp vỏ này có các lớp tế bào giống như lỗ chân lông cho phép chúng thở. Nguyên tắc chung với táo là càng nhiều lỗ thở thì trái cây càng ngọt. Táo Envy được biết là rất ngọt và ít chua. Nhiều người thích ăn chúng tươi. Khi chín, thịt quả giòn và có vị hoa nhẹ. Lợi ích từ táo Envy: 1. Giảm mỡ máu, cholesterol. Một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 4 gam chất xơ. Một phần trong số chất xơ đó ở dạng pectin, loại chất xơ hòa tan có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu. Pectin ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol, giúp cơ thể sử dụng thay vì tích trữ chúng. 2. Hỗ trợ tiêu hóa. Táo Envy chứa nhiều chất xơ, chất quan trọng trong sức khỏe đường ruột. Bổ sung đủ chất xơ, bạn sẽ có một hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tránh các tình trạng khó tiêu, đầy hơi, táo bón. Sử dụng táo Envy mỗi ngày sẽ cung cấp đủ lượng chất xơ mà cơ thể cần, kích thích hoạt động tiêu hóa, cân bằng hấp thu dinh dưỡng. 3. Ngăn ngừa ung thư. Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng táo Envy có thể ngăn ngừa ung thư rất tốt, đặc biệt là ung thư vú, ung thư phổi hay ruột kết, nhờ lượng dồi dào phytonutrient gồm kẽm, phezol và quercetin có trong táo Envy có thể làm chậm sự phát triển của tế bào có hại, từ đó ngăn ngừa cơ thể mắc những căn bệnh ung thư phổ biến. 4. Hỗ trợ giảm cân. Táo Envy giàu chất xơ, protein, vitamin C rất thích hợp để sử dụng ăn kiêng giảm cân. Trong một quả táo Envy có ít hơn 100 calorie, 17% các giá trị chất xơ và khoảng 14% vitamin C có lợi cho sức khỏe. Dùng táo thay cho các món tinh bột vừa đảm bảo đủ no, chống đói. 5. Ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Axit ta trong táo có thể phòng chống các bệnh về răng. Đây là một trong những nghiên cứu rất hữu ích đối với người tiêu dùng từ giá trị của những trái táo. 6. Phòng chống tiêu chảy. Chất pectin có trong những trái táo và các loại hoa quả nói chung có tác dụng cân bằng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Người dùng nên tăng cường lượng hoa quả trong khẩu phần các bữa ăn của mình để giúp nâng cao thể trạng cho cơ thể. 7. Ngăn ngừa loãng xương cho người dùng. Trong táo mới chứa các glycoside phức hợp giúp bảo vệ khung xương của bạn chống lại những tác nhân gây hại đến cơ thể con người và hạn chế tối đa các vấn đề về xương, giúp cho bạn có một hệ cơ xương dẻo dai và khỏe mạnh hơn. 8. Những trái táo hỗ trợ giảm huyết áp. Ăn táo giúp lượng cholesterol tốt trong cơ thể tăng lên và làm giảm lượng cholesterol xấu giảm xuống, góp phần điều chỉnh huyết áp của bạn về mức ổn định. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyên những người bệnh bị huyết áp cao nên sử dụng táo trong khẩu phần ăn của mình để cải thiện tình trạng bệnh một cách tự nhiên và an toàn nhất. Hiện nay, thị trường bán táo Envy Mỹ ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đã có rất nhiều, nhưng để lựa chọn được thực phẩm sạch và đảm bảo chất lượng thì gây tốn kém về thời gian. Đến với Nông sản Dũng Hà, bạn sẽ được cung cấp các loại hoa quả sạch và an toàn cho sức khỏe của bạn. Cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, bạn được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 1900986865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!